Tôi đang có mặt tại cổng ra tàu bay của hãng Vietjet Air chuẩn bị bay về thành phố Hồ Chí Minh tại sân bay Changi, Singapore. Đây là khu vực cách ly qua an ninh xong. Tôi thấy chuyến bay Vietjet Air vừa đáp xuống đang đậu ở ngoài đường băng. Khi mà khách xuống dọn dẹp vệ sinh xong thì chắc chắn khoảng 45 phút thì sẽ đón đoàn từ Singapore về lại Hồ Chí Minh. Máy bay đang đậu ở ngoài đường băng.